Diêu ơi, có ăn sâu quy không? Diêu, ôi trời, cả ba thằng các bạn nhìn này, nó nhìn thì mình nó đã hóng hết ở cửa rồi này. Mình chào tất cả các bạn. Cái con đầu diều mà mình mới nhận nuôi được khoảng độ gần một tuần ấy, thì vừa rồi nó xỏng ra ngoài, mình cứ tưởng nó mất cơ rồi, sau đó là nó lại tự bay về nhà. Hôm nay khả năng là mình sẽ quyết định thả cả ba con đầu diều ra cùng một lúc để xem là liệu chúng nó có ở nhà mình và nó không bay đi đâu, hay là nó có chơi cùng mình hay không các bạn nhá. Đây, để cho mình cho nó ra này. Đây, để ra đây một con này, diều, hai con này, diều. À đây, đây là cái con mình mới nhận. Diều, ra đây. Đây, hai thằng ra đấy, cả ba con ơi. Để mình đóng cửa vào nhé các bạn nhé. Đấy, ôi trời ngon. Giờ tự nhiên mình lại có ba con chiên đầu diều. Ui giời, thả rung. Đây, 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 đây. Ôi, một con này ở đất rồi. Cái con kia là cái con mà mình nhận nuôi sau này các bạn này. Đấy, mình phải thả nó ở trong cái sân của nhà mình thì nó mới biết được cái khuôn viên nhà mình như nào. Thì ví dụ như là chẳng may mà mình có để sổng hoặc là mình không ở nhà, bố mẹ mình để nó sổng ra ngoài ấy, thì là nó sẽ biết đường về nhà mình. Đấy, đấy xưa. Đây, đây, đây. Những con này thì mình nuôi từ lâu rồi thì là mình có thể cầm nó ở trên tay được luôn. Để bây giờ mình thử gọi nó nhá. Diều ơi, Diều. Đâu, thằng nào, một thằng. Diều ơi. Đây, cái con Diều mà mình mới nhận nuôi được mấy hôm này. Diều ơi, Diều. Đâu, một con nữa rồi. À, con đấy của mình là mình nuôi từ lâu rồi, mình không lo. Đây, đây, cái con này vẫn đang đi tìm hiểu cái khu vực không gian nhà mình này. Ấy xưa, ngon, thả được rồi đây này. Đấy, lên đây Diều ơi, lên đây Diều. Đấy, đấy, quá xịn xò lên. Bây giờ thì không bao giờ lo mất rồi các bạn ạ. Diều, này, ăn không? Ấy, ngoan rồi nhá. Đấy, nhớ là anh Quế là người nhà, không phải là người lạ, cho nên là đừng sợ nhá. Đừng bỏ đi nữa nhá. Này, đấy, ngoan chưa? Đấy, cái con mà mình mới nhận thêm đây các bạn này. Mình chào cậu ship nhé. Cái đơn hàng gì đấy hả cậu? À hình như là cá rồi đúng không? Ở trong miền Nam phải không cậu? Cá cảnh đúng không? Trong... À ừ đúng rồi. Ở đây vừa hôm qua mình nói chuyện với các bạn là có một bạn ở trong miền Nam, bạn ấy tặng mình cá 7 màu cảnh. Thì hôm nay là bạn ấy đã gửi về cho mình luôn rồi này. Có mất phí không hả cậu? Không. À thế à? Ờ thì mình cảm ơn cậu nhé. Có vào mình làm chén nước không? Thôi đây và rồi để bây giờ mình sẽ bóc nó ra xem là liệu nó có bị chết mất cái con nào không? À phải xé cái đấy đi à? Cái này sau kín cái thanh toán. Ừ ok. Rồi mình cảm ơn cậu nhé. Đấy. Cá 7 màu đỏ các bạn ạ. Để mình sẽ bóc luôn. Mình chưa kịp cả chuẩn bị cái bể cơ. Cái bể mình đang tính là hôm nay mình sẽ cho vào trong nhà, mình đổ cái nước vào để mình ngâm 1-2 hôm sau cá về là vừa. Thế nhưng mà cuối cùng là cá đã về mất rồi đây này. Đấy đây đây. Rồi mình sẽ bóc ra ngay đã. Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới lên tầng thượng. Ở trên tầng thượng này là mình để một cái gì nhỉ? Một cái cây sửa nước của mình ngày xưa này. Hy vọng là nó vẫn còn dùng được. Đây, đây chính là cái sửa nước này. Đấy, bể cá thì mình đã chuẩn bị xong rồi. Thời tiết nó lạnh thì là mình sẽ sửa cho nó cái nước cho ấm lên, sau đó mình mới thả cá vào. Wow. Lâu lắm mình không lên trên này. Kìa cái trại mình vẫn để góc kìa kìa. Thank you.
Thật sự là đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái cá bảy màu mà nó lại màu đỏ như này. Các bạn gọi nó là cá bảy màu koi đúng không? Thật sự là nó rất là đẹp. Và mình tiếc quá, ở về bên này thì hình như là vẫn là cá bảy màu koi. Thế nhưng mà hàng nhỏ hơn này thì nó bị chết mất nhiều quá. Nhưng mà những con này vẫn còn sống là mình mừng lắm rồi. Và ở bên này có một con ở cái đầu nó bị làm sao các bạn này. Đó, đó kiểu như là nó bị tật hay là bị lỗi gì đó đấy. Thế nhưng mà không sao, nhìn vẫn rất là đẹp. Chắc là mình sẽ thả chung cả cá bảy màu to lẫn cá bảy màu con vào trong cái chiếc bể đó các bạn nhỉ. Còn ở bên này thì là cá bảy màu trắng hay sao này, hay là cá gì màu trắng ấy, mình cũng không biết nữa, nhưng mà nó màu trắng tinh. Những con này để sau chắc là mình sẽ thả vào cái bể cộng đồng kia của mình. Đây mình sẽ cho vào để ngâm nước trước đã, ngâm cho nó chung với cái nhiệt độ của nước. Wow, đây để đây. Cá này thấy các bạn mà khó nuôi lắm, cho nên là mình cũng rất chi là lo lắng. Đấy, tiếp tục là đến cái con này nữa này. Rồi, cứ để ngâm ở đây ăn cho nó trung hòa nhiệt độ xong mình tính tiếp. Trong cái lúc mà mình chờ cho cái cá kia nó ổn định nhiệt độ với lại cái bể mình mới ấy, thì mình sẽ mang những chú cá này ra để chuẩn bị thả vào trong cái chiếc bể cộng đồng này của mình. Mình cũng đã hỏi em tặng cá mình rồi, em mới bảo là những con cá này thì anh có thể thả chung vào trong cái chiếc bể của anh được. Thế nhưng mà riêng hai con peta này thì anh nuôi riêng bên ngoài. Bởi vì hai con peta này em mới bảo là hai con peta mà VIP nhất trong cái trại cá của em ấy. Ui, nó nặng quá, mình thả xuống nó bị chìm. Đây cho các bạn xem hai con cá beta mà em mới bảo là VIP nhất trong cái trại cá này. Mình cũng không biết là nó VIP ở cái điểm gì và nó đẹp ở điểm gì luôn. Đây, những con cá màu trắng này, màu vàng cũng có cả này. Còn đây hai con beta này, một trống một mái đấy. Ôi, các bạn nhìn xem nó đẹp ở điểm gì. Mình thì mình không biết đâu, cho nên là mình cũng không biết được cái độ đẹp của nó. Vì sao người ta gọi là đẹp? Mình chỉ thấy đơn giản là nó to hơn cá ở mình thì mình thấy nó đẹp thôi, chứ còn không biết là nó đẹp kiểu gì. Còn đây, cái đàn này mình sẽ thả vào chung cái chỗ này này. Nhưng mà phải ngâm nước để cho nó ổn định nhiệt độ đã. Đấy. Cá này em mới bảo là nó khỏe hơn thì là anh nuôi nó cũng không phải quá lo lắng lắm. Nhưng còn cái cá bảy màu koi kia là nó yếu ấy thì anh nuôi phải cẩn thận. Đấy, cứ ngâm ở đây đã. Còn hai con cá này thì mình cứ để đây. Để sau tính sau. Chắc là nhiệt độ ở trên kia cũng gần ổn định rồi đấy, sau mình thả cá ra luôn cho nó ở một cái môi trường nước cho nó đẹp. Cái này là mình sẽ để ở ngay đây thôi. Đây. Mình để tạm ở đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ thả cái cá này ra. Quay ra. Ra nhá. Nào. Ui, nhìn nó bơi vây đẹp thật. Đúng là cá bảy màu koi thật. Nhìn nó giống như là cái con cá koi ấy các bạn ạ. Uấy. Ua. Chà chà. Đẹp chưa? Các bạn nhìn nó thích không này? Ui. Cái bể này của mình nó cũng rộng nữa chứ. Cái bể này trông thế thôi nhưng mà nó rất rộng ở bên dưới, là bởi vì nó phình như bụng ra mà các bạn. Wow, đẹp chưa? Đấy. Đúng là nhìn nó như là cái con cá koi ấy nhỉ. Nó có người của nó là có chỗ trắng, có chỗ đỏ. Còn nếu cá bảy màu kia thì là hình như là nó chỉ có màu khác nhau ở cái vây thôi. Còn đây nó khác nhau ở trên người con cá luôn này. Wow. Đấy. Rồi ok rồi, hy vọng là cái nước này của mình nhà mình lấy ở cái bể cũ ra đây, cộng với việc là cái vi sinh của nó ổn định thì mình sẽ giữ được đàn cá này. Vậy là đã lửa tiếng trôi qua rồi. Bây giờ cũng là lúc mà mình nên thả những chú cá này ra ngoài để cho nó ở một chiếc bể rộng lớn. Hy vọng là nó sẽ không bị sốc nhiệt nữa. Đấy, 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 đấy. Ra đi, ra đi. Wow, trắng tinh luôn. Ui, đẹp thực sự luôn ấy. Ui, ui sao nó nả lướt thế này. Ui, 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 ui. Có ổn không ta? Wow. Ui dồi, những con cá trắng nó có vẻ hơi yếu các bạn ạ. Đây, 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 nó cứ lờ đờ này. Ui. Đây còn những cái con cá mà nó màu ánh ánh kim kim này thì nhìn nó khỏe này. Còn con cá trắng này nó, đây không biết là phải bảy màu hay là cá gì ấy. Ấy, nó hơi yếu. Ôi ôi ôi, là lướt rồi. Ôi, chết rồi. Mà mình ngâm cũng khá lâu rồi đấy chứ. Còn những con cá kia nó bơi theo đàn hết rồi. Nó bơi theo đàn chạy tung tăng khắp nơi hết rồi. Đây mấy con cá đây đây này. Đây đây đây. Wow 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 wow. Ôi, sao toàn xuống dưới đáy thế này. Đây này, nó chìm dưới đáy. Ừ, hy vọng là không phần gì. Đó. Đây, 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 con giúp tận đây này. Wow. Chắc là mình sẽ phải sắm cho cái bể này của mình một cái cây sưởi khác nữa rồi.
Vậy là mình đã sắp xếp xong cái phần cá bảy màu. Bây giờ đến cái phần cá beta mà em ấy tặng mình này. Ở bên này là những con cá beta mà em ở trong miền Nam em vừa mới gửi tặng mình. Còn bên này là những con cá beta mà mình đang có cũ. Công nhận khi mà để chúng nó ở gần nhau thì mình mới lại nhìn thấy là nó khác nhau ở điểm gì. Nó khác nhau thứ nhất là vì cái con cá em vừa tặng là nó to hơn. Thế nhưng mà chắc là ra ngoài Bắc gặp rét hay sao, người nó đang bị vẹo này. Đấy, sợ. Còn đây cá ngoài Bắc của mình này nó nhỏ nhỏ tí tí này. Ở ngoài Bắc mình người ta chỉ bán cá nhỏ như này thôi. Và lông đuôi của nó mình nuôi là nó hơi bị sỡ. Đấy. Tiện hôm nay thì mình cũng có thay cho cái đàn cá beta của mình cái nước. Đây bây giờ mình sẽ đổ lại cho các bạn xem nhìn từ trong bể nó sẽ như nào nhé. Đâu nhỉ? Cho một con vào trước thôi. Đấy, đấy 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 đấy, một con nó đã vào rồi đây này. Đấy, cá beta ngoài Bắc của mình đấy. Là nó như này này. Đấy. Rồi, tiếp tục là cái con này vào trong cái chiếc bể này. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây. Lông đuôi lông điếc là cứ xòe ngang xòe dọc. Còn cái con cá beta mà em ấy tặng này. Ui, màu nó tươi hơn các bạn nhỉ. Màu nó tươi hơn, đúng rồi. Mình đã thấy rồi. Đây là lý do mà vì sao nó đẹp hơn. Đấy. Đây này, chống cái mái này mình sẽ thả riêng nó ra chứ mình không thả chung. Đâu nhỉ? Đấy đấy, một con mái xuống rồi. Đúng 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 là con mái rồi. Đây các bạn này. Đấy. Wow, nó to hơn rất nhiều nhá. Còn đây là con trống này, ui lông đuôi nó đẹp này cơ mà. Ui. Đây 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 đây. Nó xuống rồi, đây đây đây. Ui đúng rồi. Lông đuôi nó đẹp hơn và người nó màu nó sáng hơn. Rồi xong cái đó là trông con cá nó dữ hơn nữa. Đây còn con mái bên này đây. Đấy, xong rồi. Bây giờ là mình sẽ cho cái cây vào. Cái cây thủy sinh này mình trồng ở trong này là từ lúc mà nó còn bé tí cơ. Bây giờ nó đã lớn rồi, các bạn nhìn rễ của nó này. Đấy, bộ rễ nó sống ở trong cái chiếc bể đấy đấy. Thì mình sẽ cho vào đây. Chắc là mình sẽ cất hết cái đàn cá này vào trong nhà. Không thì mùa đông này lại chết hết. Như năm ngoái thì chết, phí lắm. Cất hết vào trong nhà cho nó an toàn. Đấy. Cây thủy sinh nó vẫn sống được này. Mà cá nó lại vẫn hay. Đây, mình trồng là cái cây nó lên dài đến tầm này các bạn này. Uầy, dài không này. Cái cây này nó còn không dài mấy. Có một cây nó còn dài hơn nữa cơ. Để téo lắm mình cho các bạn xem cái cây mà của mình nuôi từ lúc là lâu lâu rồi. Mà nó bây giờ nó dài như nào. Đây này, đấy. Đây, ghê không? Mình nuôi từ lúc mà nó bé tí, ngắn ngắn, độc mẩu ấy mà bây giờ nó dài như này không này. Chắc là mình sẽ vặt bớt nó đi, rễ nó như này cơ mà. Đấy, cái con này thì cái bộ rễ này thì mình sẽ cho vào trong cái beta mà mình vừa mới nhận. Đấy, để cho nó có rễ, nó có chỗ dựa đúng không? Wow. Đây, cứ thế này mình nhấc vào trong nhà. Ai xa. Cũng xịn xò đấy, vào trong nhà thì không bị chết. Bởi vì năm ngoái mình biết rồi, những con cá nào mà mình để trong nhà thì có con nào bị chết đâu. Toàn để ở ngoài sân thì nó mới chết thôi. Bởi vì ngoài sân nó lạnh quá ấy. Đấy, như thế này này. Đấy. Dây này nó bị gập lại, còn nếu không gập lại nó dài lắm các bạn. Đây này. Để ngoài sân, mình để ngoài sân cho nên nó dài lắm. Xong việc những chú cá rồi, bây giờ mình mới có thời gian ra thăm bể ếch của mình này. Như các bạn cũng biết hôm qua là mình có cho ếch xuống dưới lòng đất này để cho nó giữ nhiệt độ rồi có thể chống chọi được qua cái mùa đông năm nay. Thế nhưng mà hôm qua các bạn bình luận với mình bảo là rất nguy hiểm, cái khả năng cao là sáng mai anh ra là ếch của anh sẽ không còn sống con nào. Thế nhưng lúc sáng mình đã kiểm tra rồi là nó vẫn khỏe mạnh hoàn toàn. Thế nhưng mà mình vẫn lo lắng. Thì bây giờ là có một cách như này các bạn ạ, là mình sẽ xuống trực tiếp cái cơ sở mà người ta nuôi ếch giống ngày xưa mà bán cho mình ấy, để mình thử hỏi thăm người ta xem là cái cách người ta bảo quản cái con ếch mà qua mùa đông này thì là người ta sẽ bảo quản như thế nào. Thì mình sẽ học hỏi cách người ta rồi về mình áp dụng vào con ếch của mình. Bây giờ thì thời gian nó vẫn còn kịp, chứ mình để quá lâu mà ếch của mình chẳng may ở đây nó không hợp mà nó téo mất thì... Cứ vào đường làng cái là cảm giác nó rất yên bình nhỉ.
đấy, nhìn mọi người ngồi chơi ở sân, ở đường, người ở cổng. Kia bể ếch của chú kia. Mình đã đến nhà chú nuôi ếch rồi các bạn. Tất cả mũ bảo hiểm này. Chú Hoan ơi, cháu chào chú. Lại chuột thì sao đấy? Lại còn món chuột. Hôm nay cháu sang cháu bảo chú cho cháu tham khảo qua cái món ếch chú cất kiểu gì, cái không cháu cất nó nguy hiểm quá. Này. Ôi mù đây. Không sợ nó cắn à? Ủa chị này nuôi như ở ruộng lúa. Đây là nuôi, đây là chuột, chuột nuôi đấy. À nuôi à chú? Ở vùng mình hay ở đâu chú? Nuôi là thịt đấy. Nhưng mà người ta nuôi ở vùng mình hay là người ta nuôi ở đâu? Nuôi ở ngoài đồng. Nuôi chọc cạn với nuôi. Đấy là ủng trong bể ủng bạt ngoài trời. Còn trong này là chú để trong nhà. Trong nhà thì chú có cần phải đậy cái miệng không hay là không? Uầy. Trong này ấm lắm các bạn ạ. Wow. Đây là toàn bộ là ếch giống của lứa vừa rồi nhà chú, chứ cũng chưa phải là ếch bố mẹ mà đang đẻ không đúng chú? Ừ, ếch này trong đấy là như đi thay thay hết. Nghĩa là năm nay rốt đến tháng 3 rồi. Wow. Đấy, chú cất như thế này cơ mà các bạn ạ. Chú để trong một cái nhà và bên trên là có mái tôn, bà rô. Mái tôn hoặc là bà rô, và chú có căng thêm một cái bàn này nữa. Cái bàn này không biết là chú căng này có tác dụng gì, nhưng mà nếu như mà mình nghĩ qua chắc là mình nghĩ là chú sẽ làm giảm được cái không gian lên trên thì nhiệt độ nó sẽ ổn định hơn. Chắc vậy chú nhỉ? Ừ. Tức là hạ thấp xuống để cho không gian nó hẹp đi. Bớt không gian mà đi lại cho nó dễ thì, nếu không thì úp như này thì nổi một lần mình thay nước thì nó vất vả hơn. Vâng. Dở ra dở vào. Thế mà cháu cứ nghĩ rằng là ếch mà để bảo quản qua mùa đông là mình phải coi như là để khô cơ. Hóa ra là chú vẫn để nước các bạn ạ. Để nước nhưng mà trong một không gian kín. Để nước. Không gian nó phải như không, nó phải được ổn định. Từ nếu mà rét vào trong nó phải tầm 15 trở lên, 15 độ trở lên. Vâng. Hôm nay mình sang nhà chú, trời rất rét. Mình mặc một chiếc áo này đi đường thì là vẫn lạnh, nhưng vào trong này là bây giờ đang bị nóng rồi đây này. Ờ rồi, cái này thì mình lại phải thiết kế rồi. Chắc là mình sẽ nhờ bố hoặc là mình tự xây một cái chiếc bể ở trong nhà ngang. Đó. Đấy, đơn giản thế thôi. Bước cái này vâng. Cho nó một là không cho ít nước thôi cũng được, không có cái này thì cho ít nước thôi. Vâng. Thì hay chồng với nhau, ngồi chồng với nhau. Dạ, rồi trong hiện rồi. Đấy, chú có cho nước này, có đan sạp này. Hình như mà hiện tại bây giờ chú có cho ếch ăn nữa không? Vâng, tầm này nó có, của chú nó có ăn nữa không? Giờ nó vẫn ăn. Thế của cháu này nó ăn ít lắm. Giờ lạnh rồi, nếu mà ở không khí ngoài lạnh một tí là nó, mấy hôm nay là nó ăn giảm. Mấy hôm nay đang thời tiết đang rét quá là nó ăn giảm. Vâng. Thì có thể là sau có những buổi nó 2-3 ngày mới cho một lần, nó ăn chỉ mỗi con một vài viên. Vâng. Thế thì ví dụ như sang năm mà tầm nào thì chú có thể cấp giống được? Có giống để cấp ra thị trường được? Nó tùy theo thời tiết hàng năm. Như năm ngoái này khoảng tháng mấy này chú có cấp giống? Như cái năm nay thì nó hầu như là lại muộn hẳn, nó đầu không được. Còn mà bình thường là vào tháng 4. Tháng 4 là có giống rồi. Tháng 4 trở đi là có giống. Vâng. Thực ra thì cháu cũng muốn giữ lại lâm ếch đó, không phải là để năm mai mà mình nhân giống sinh sản rồi mình bán giống, hay là mình không phải đi mua nữa. Thực ra thì với cái giá mà một vài nghìn một con ếch giống của chú thì cháu nghĩ là tội gì mà chăn sinh sản, đúng không? Mình đi mua nó rẻ hơn nhiều, nhưng mà tính của cháu thì cứ thích thử một lần cho nó sinh sản đấy. Cho nên là cháu cứ mày mò cháu để lại thôi. Đây thì hôm nay cũng tiện hỏi chú luôn là xem tháng mấy chú có ếch giống, nếu cháu mà sinh sản mà không thành công năm sau ấy thì cháu này xuống chú mua, cháu mua. Với lại có ai mua thì sao cháu sẽ giới thiệu mọi người thì mọi người sẽ tìm hiểu chú về chú nó dễ hơn. Đấy thì thôi anh em cháu như thế này là biết rồi. Cảm ơn chú rất là nhiều. À, đấy các bạn, một lần nữa cho các bạn xem này, đó là cái mô hình mà cho ếch chú rét mùa đông của chú. Còn thì mình thì hiện tại bây giờ là vẫn đang làm sai cách và vẫn chưa đúng, chú là để ở trong nhà đây này, mình còn ngoài trời cơ. Không như mình nghĩ, nhưng mà may quá vẫn có các cao nhân ở cạnh, đâm ra là mình vẫn học hỏi được.
Để cho mình ra uống nước đi. Thôi cháu cũng chắc là phải xin phép chú là chú bận thì cháu cũng về đấy. Vâng. Thì bữa nào chú có rảnh mà lên trên khu chợ bầu thì ghé vào cháu chơi. Nó thực tế đấy. Vâng. Phải sang ngó thực tế đấy. Đúng rồi, cháu hiểu.